Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho họ, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin Thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Anh chị em rất thân mến, người xưa vẫn thường nhắc nhở chúng ta về ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Có lẽ lâu lắm rồi chúng ta không nhắc đến điều này, bởi vì cái chữ thù nó làm cho chúng ta ngại ngùng. Nhưng mà một cách nào đó, khi nhắc đến ma quỷ, thế gian và xác thịt thì nhắc đến một thực tế, và đồng thời cũng là một thực trạng mà chúng ta phải đối diện. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu Kitô nhắc đến ác thần, hay chúng ta gọi là quỷ dữ, và Chúa Giêsu Kitô định nghĩa nó chính là cha của sự gian dối. Còn thế gian mà Chúa Giêsu Kitô định nghĩa đó là gì? Thưa là chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Cho nên trong một cái thế gian mà nơi đó nó chuộng bóng tối hơn ánh sáng, và ma quỷ nó lộng hành, một cách nào đó chúng ta thấy thì sự gian dối nó lan tràn. Và chúng ta ở trong cái thế gian đó, chúng ta bước đi, và nói theo ngôn ngữ của người xưa, thân xác của chúng ta là đèn. Nếu mà đèn không có ánh sáng thì làm sao xua tan được bóng tối? Và không khéo thì bóng tối nó xâm nhập, và chúng ta tối lại càng tối hơn. Cho nên thưa anh chị em, một cái rất là thật mà chúng ta phải đối diện, đó là chúng ta phải chiến thắng ma quỷ, thế gian và xác thịt. Nhưng mà chiến thắng như thế nào? Thì lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta rất là rõ. Xin Cha hãy lấy sự thật mà Thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Nói một cách khác, lời Chúa chính là ánh sáng, lời Chúa chính là sự thật. Và ai có lời Chúa thì người ấy giống như đèn mà có ánh sáng vậy. Và như vậy sẽ chiếu tỏa ở trong thế gian này. Nhưng mà Chúa Giêsu Kitô không dừng lại ở đó, Ngài còn nói rằng: Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Chúa Giêsu Kitô thánh hiến hiểu theo cái nghĩa nào? Có nghĩa là Ngài bước xuống trần gian này, Ngài ôm lấy mọi người chúng ta trong chính cái hoàn cảnh của chúng ta, và biến tất cả những gì của chúng ta trở thành của Ngài. Ngài nên một với chúng ta trong thân phận này, để trong chính cái thân phận của chúng ta, trong chính cái nhân tính của chúng ta, trong mọi chiều kích của cuộc sống này, Đức Giêsu Kitô thánh hiến toàn bộ nhân loại này, toàn bộ thế giới này, nơi chính bản thân Ngài. Bởi vì Ngài là ánh sáng, Ngài là sự thật, và ai thuộc về sự thật thuộc về Ngài. Cho nên chúng ta không thể tự mình thánh hiến bản thân mình, nhưng mà trong Đức Giêsu Kitô chúng ta được thánh hiến, được thánh hiến, được chiếu sáng. Cho nên Đức Giêsu Kitô nói rằng: Thầy là ánh sáng thế gian. Chỗ khác Ngài cũng nói rằng: Anh em chính là ánh sáng thế gian. Và nếu chúng ta để cho lời của Chúa thật sự sống trong mình, thì chúng ta thật sự, thưa anh chị em, giữa thế gian này chúng ta sẽ chiếu sáng như những ngọn đèn, và còn hơn thế nữa, như mặt trời. Bởi vì chúng ta mang chính
mặt trời là Đức Giêsu Kitô nơi mình. Và xác thịt của chúng ta sẽ được chiếu sáng, chúng ta sẽ tránh được những cái giằng xé nơi tâm hồn của mình mà chúng ta tưởng rằng làm cho chúng ta hạnh phúc nhưng lại khiến cho chúng ta đau khổ, và mình trở thành nạn nhân của mình khi dâm bôn ô uế, phóng đãng, thờ quấy, thù ghét, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ nó xảy ra trong chúng ta. Làm sao chúng ta có thể thoát được? Ai có thể giải thoát chúng ta? Thưa lời của Chúa. Lời Cha là sự thật. Chúng ta hãy để cho lời Chúa thánh hóa mình. Tôi có gặp một bạn trẻ rất là năng động, đàn hay, hát hay. Nhưng mà bạn ấy chia sẻ một kinh nghiệm đức tin với tôi rằng: Cha biết không, con bị nghiện, nhưng mà cái nghiện của con xấu hổ lắm. Con không có nghiện game, con không có nghiện trò chơi điện tử. Con lại nghiện xem những cái phim xấu. Và không có ngày nào mà con thoát được. Và điều đó làm cho con rất đau khổ. Và con thấy bản thân con nhơ uế. Và con thấy bản thân con không đáng để sống. Nhưng một ngày kia, con được mời vào trong các đoàn. Con bắt đầu đi hát lễ. Và thánh nhạc, lời ca tiếng hát nâng đỡ con vô cùng. Cho nên con ngày ngày hát nhạc thánh ca, đàn trong nhà thờ và tham dự những cái giờ sinh hoạt, con được biến đổi. Và không chỉ thế, cha biết không, con còn tham dự lớp học kinh thánh nữa. Và nhờ học kinh thánh, rồi nhờ không ngừng hát lời của Chúa, hát nhạc của Chúa, nghe lời của Chúa, nghe thánh ca, mà bây giờ con đã giảm được 70-80% rồi đó cha. Bạn ấy nói rằng con không giảm hẳn chưa, nhưng mà con tin rằng con sẽ đạt được nhờ ơn của Chúa. Xin cha cầu nguyện cho con. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hãy thắp đèn, thắp ánh sáng ở trong chính thân xác và linh hồn của mình. Và đèn ánh sáng đó không gì khác hơn chính là lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa là sự thật. Và chúng ta hãy mạnh mẽ và can đảm lên, bởi vì chính Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta. Và Ngài nói rất rõ trong bài tin mừng này: con bảo vệ họ. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.